mình hướng dẫn cho ba mẹ mà cách chữa tiểu đêm cho các con này, ba mẹ này. Thì các bạn có thể dùng cây cào này, các bạn cào ở vùng thứ nhất là vùng hai bên mép miệng này, các bạn cào như này độ khoảng 50 tiếng đếm đó, hết bên này rồi các bạn sẽ cào sang bên này cũng khoảng 50 tiếng đếm. Đấy là vùng thứ nhất. Bây giờ các bạn có thể cào vùng thứ hai là chọn cái vùng bụng cằm này đó, cũng khoảng 50 tiếng đếm nhé các bạn nhé. Nếu không có cào thì các bạn dùng tay này, các bạn gõ hai cái bên vùng này. Các bạn gãi nhé, không phải là gõ đâu, gãi hai bên vùng này. Thế tại sao ngày xưa Lý Chưởng ấy, mà lại dây như vậy? Tại vì hai bên cái vùng này là hai bên phản chiếu của quả thận này, thì cái hai bên viêm mép của Lý Chưởng một dài nên tại sao là các ông ấy sinh lý các ông khỏe vậy. Thì gãi như này không những chữa tiểu đêm ấy mà nó còn làm cho sinh lý, làm cho thận nó khỏe lên các bạn nhé. Vùng này vùng phản chiếu của thận, sau đó các bạn sẽ nếu không có cào thì các bạn dùng tay này, các bạn gãi gãi vùng cằm này, đây là vùng phản chiếu của bàng quang, nó giúp cho mình trị cái tiểu đêm cũng rất là tốt. Cái chỗ này là vùng thứ hai. Đến cái vùng thứ ba là các bạn xoa, xoa nắm hai bên vùng tai này, hai bên vùng tai xoa nắm vùng này. Vùng này theo diện chẩn cũng là phản chiếu của quả thận nhé các bạn nhé, nó sẽ giúp cho chúng ta trị cái bệnh tiểu đêm của trẻ. Mình nhắc lại có ba vùng, vùng thứ nhất là hai bên mép miệng này, vùng thứ hai ụ cằm này, thứ ba là bên cả cái vùng vòng quanh tai này nữa. Cái này mình có thể hướng dẫn cho các cháu tự làm được nhé. Các bạn chú ý là làm cái này ngày 3 buổi hoặc là trước khi đi ngủ ấy, các bạn hướng dẫn các cháu làm này thì sẽ trị được dứt tiểu đêm nhé. Chúc các bạn và các cháu thành công. Xin chào.